Địch đến Nhật Bản đảm tụng vận và dàn xã hoa ngữ ăn gì để giảm cân thận tốc. Người xưa có câu nhất dáng nhì ra, thế nên bên cạnh giữ cho gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng không tì vết thì các ngôi sao hoa ngữ còn đặc biệt chú ý đến vóc dáng. Để có được thân hình mảnh mai sắc vóc quyến rũ, nhiều người nổi tiếng đã đầu tư tập luyện và xây dựng chế độ ăn kiêng khoa học hiệu quả. Vậy hãy cùng chúng tôi tham khảo những tuyệt chiêu giảm cân dưới đây của sao hoa ngữ nhé. Đàm Tùng Vận giảm 9kg trên 15 ngày. Mặc dù đã ở độ tuổi ngoài 30 nhưng Đàm Tùng Vận vẫn có thể vào vai học sinh cấp 3 ngon lành mà không hề bị gượng gạo. Chúng tôi nghĩ điều này không chỉ đến từ gương mặt baby búng ra sữa trời phú của cô nàng, mà còn nhờ vào một phần lớn vào chế độ ăn uống giữ gìn vóc dáng. Nàng Thập Nhất Nương từng chia sẻ, cô đã giảm 9kg trong nửa tháng nhờ phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Cô sẽ ăn đủ 3 bữa trong vòng 8 tiếng, 16 tiếng còn lại sẽ không ăn gì mà chỉ uống nước. Thời gian nhịn ăn giúp cơ thể tiêu hóa và trao đổi chất, đồng thời tránh việc tích tụ mỡ thừa. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khuyên mọi người nên nhai chậm, kỹ để no nâu, giúp giảm lượng thức ăn ở bữa ăn, đồng thời các món ăn nên giảm dầu mỡ và gia vị. Đồng ý với Đàm Tùng Vận là bữa ăn nên tiết chế dầu và gia vị bởi vì thực phẩm trên rán khiến cho da bị suy mụn và não hóa. Trong khi đó ăn mặn sẽ không tốt cho tim và thận, chưa kể các loại gia vị còn chứa nhiều calo. Nhưng chúng tôi đã từng thử chế độ ăn 16/8 và nhận thấy chế độ ăn này ban đầu sẽ rất khó bởi chúng ta phải ăn trong vòng 8 tiếng, thường là từ 8 đến 9 giờ sáng đến 5 đến 6 giờ chiều. Nếu bạn nào phải thức đêm để làm việc như chúng tôi thì sẽ hiểu cảm giác đói cồn cào như thế nào. Địch Lệ Nhiệt Ba ăn uống đúng giờ. Vốn người nghiện đồ ăn vặt nên fan thường chọc ghẹo Nhiệt Ba bằng cái tên Địch Béo. Chỉ cần ăn vặt nhiều một chút là cô nàng sẽ nên cần mất kiểm soát. Nhưng chờ đại phú cho đệ nhất mỹ nữ Tân Cương một thân hình chuẩn không cần chỉnh, nên cô chỉ cần kiểm soát chế độ ăn một chút. Ăn uống đúng giờ là đã có thể sở hữu vóc dáng vạn người ao ước. Nguyên tắc ăn uống của Nhiệt Ba thì không có gì đặc biệt. Cô nàng chỉ ăn no vào bữa sáng và trưa, bữa tối ăn ít lại và sau 8-9 giờ sẽ không ăn thêm bất cứ thứ gì. Chúng tôi nghĩ chế độ ăn này chỉ dành cho những người vốn có thân hình thon gọn, cơ thể khó lên cân. Hơn nữa đây có thể là chiến lược cho những ai muốn giữ dáng chứ còn giảm cân thì hơi khó nha. Dương Tử giảm tới 2kg trong một tuần. Trong chương trình Dương Tử Show Time, Dương Tử từng tiết lộ cô đã thử chế độ ăn chỉ toàn đồ luộc xong không hiệu quả. Sau đó nữ diễn viên áp dụng phương pháp ăn kiêng 80-20, 80% cho chế độ ăn lành mạnh, 20% cho chế độ ăn không lành mạnh. Tất nhiên cô có thể được ăn bánh ngọt và uống nước ngọt, nhưng phải biết tiết chế. Nhờ chế độ ăn uống này, Dương Tử đã giảm thành công 2kg trong một tuần. Thực đơn 3 bữa của cô sẽ gồm bữa sáng với sữa chua Hy Lạp không đường, ngũ cốc hoặc trái cây. Bữa trưa ăn ức gà nướng, bông cải xanh, cà rốt, bơ và trứng luộc. Bữa tối sẽ chỉ ăn một đĩa rau luộc. Đây có lẽ là chế độ ăn mà chúng tôi thấy khoa học bởi cung cấp đủ dinh dưỡng và không bắt người ăn kiêng phải nhịn đói. Tuy nhiên để chế độ này thành công, chúng tôi nghĩ rằng người ăn phải giảm khẩu phần xuống mức vừa đủ ăn, không nên ăn quá lo. Chị Lợi Dĩnh luôn ăn súp trước, ăn cơm cuối cùng. Ngay sau khi sinh con đầu lòng, chị Lợi Dĩnh đã lấy được vóc dáng thon gọn ngoạn mục. Chúng tôi còn ngơ ngác ngỡ ngàng trước vòng eo con kiến của nữ diễn viên, chẳng giống với bà mẹ một con chút nào. Để có được body slim như vậy, chị Lợi Dĩnh đã áp dụng phương pháp ăn nhạt và hạn chế dầu mỡ. Trong bữa ăn, cô thường ăn súp trước, sau đó ăn các món ăn ít calo, rồi cuối cùng mới ăn cơm. Nhờ vậy mà giảm lượng tinh bột một cách đáng kể, nhiều bà mẹ bỉm sữa sẽ cảm thấy có gì đó sai sai. Bởi sau khi sinh, phụ nữ nên ăn nhiều để có đủ dưỡng chất và sữa cho em bé. Nhưng chúng tôi thì nghĩ chỉ cần chọn các món ăn đủ chất, đủ lượng để cho mẹ và bé là ổn. Đâu cần phải nhồi nhét cho cố, nên cách ăn uống của Lợi Dĩnh vẫn là khoa học và các mẹ bỉm sữa hoàn toàn có thể áp dụng được. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!